vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi trên những nhánh sông mơ màng, mưa
giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa chân chấm lá khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Hỡi ơi hỡi, tiếng mưa rơi đều ra sao tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình. Con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ. Ước mong sớm vậy, hẹn một ngày con sẽ quay về. Xin chào cô chú ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ tên của con là Trần Châu Kim Anh, con đến từ Sóc Trăng, con 10 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Bông Dáng Mẹ Hiền.
thương quá. Cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng, cái giọng ca của con cũng sáng. Mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chót, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướn người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. Có người hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á. Mẹ thương con có hay cha, thương từ khi thai nghén trong lòng, mãi nắng sớm chiều mưa. Cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang. Cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ làm sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên, hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ cả hai. Cô Bình Tinh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tinh nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tinh cảm nhận con có một cái nét ca giống giống như là anh Quách Phú Thành, Quán Quân mùa 1. Bây giờ Bình Tinh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống giống Chí Thiện đó. Em hết chị. Nè, nè, con nghe chú nói nè. Cô Bình Tinh nói con giống Quách Phú Thành, Quán Quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc kẹ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Một cô bé quá dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Con xin chào ban giám khảo. Con tên là Đỗ Ngọc Vân Anh. Con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay con đến với cuộc thi thì con sẽ trình bày bài hát Việt Nam Trong Tôi Là. Duyên có ai
chúng bác nào. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Chiều trái quá tuyệt vời luôn. Hay, hay quá con ơi. Với cái bài hát này tự nhiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu quê hương Việt Nam mình hơn rất là nhiều. Cảm ơn con gái nha, đã mang đến một tiết mục thật là hay. Nhìn mong biết mấy cô chú giám khảo, mấy cô chú trong ban giám hiệu nghĩ sao đây. Mời chú Quang Lê. Chú thấy là những cái quãng thấp giọng có đầy tình cảm. Con lên cao cũng không phải là gao gắt, mà con lên cao chú thấy được cái tình trong đó. Và cái thần thái con trình diễn trên sân khấu như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chú yêu con và chú đồng ý cho con một phiếu. Tôi nghĩ khi cái chương trình này phát lên á thì khán giả mà ngoại kiều, Việt kiều á sẽ rất là thích bài này, rất là xúc động. Là tại vì khi mà ta nghe cái câu máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam á, rất là gây cảm xúc cho cái người mà xa xứ. Dạ hay dở không cần biết, tự nhiên cất cái câu đó lên, nhất là Tết, nhất nó gần gần ha, xong tuyết rơi lạnh lẽo, chu cha hát bài này lên á, tôi nói thiệt khóc liền. Tại vì dễ gây cảm xúc á, mà một cái đứa bé nhỏ xíu như con nữa, bận một cái bộ đồ dân tộc tứ thân mà lại rất là đơn giản, không có bị màu mè xến xúa nhiều như là cô Hương này, ngắn bơ ngắn nướm tùm lum, con mặc bộ đồ không có một cái nơ bông gì hết, rất là giản dị. Xong hát cái câu đó lên nữa, trời ơi, lúc mà con cầm cái con có hát, con trộn nhìn thấy con đẹp dễ sợ luôn á. Ừ, cho nên nói tới cái xúc động khóc cái lên hình cái ta nói tôi mít ướt. Vậy thì bây giờ ý kiến của cô Hương sao? Cô Hương lựa chọn không? Chịu. Cô Hương chịu rồi, mình có hai vé rồi. Như cô thì cô rất cảm ơn ba mẹ con đã chọn cho con một cái nhạc phẩm nói về quê hương của mình. Cái điều đó là cái điều rất là đáng quý vô cùng. Nhưng đối với cô thì cô chưa có cảm nhận gì, tại vì con chưa có cái gì để gọi là đặc biệt để con bước vào, để mà con được thi thố cùng với bạn. Cô xin lỗi con. Cô Hằng không lựa chọn. Và cuối cùng trang hơi mọi thứ trang, tùy thuộc vào cô. Em là vì sao sáng. Em hãy nói đi. Trời, vì sao sáng. Ok, cô tóm lại cái phần tiết mục của con như thế này. Có cảm xúc, gây được cảm xúc cho các cô chú ở đây. Nhưng mà kỹ thuật là vô cùng quan trọng, bởi vì mình đi thi là thi hát. Tuy nhiên, để ý kỹ lại, cô thấy con có phần âm trung và âm cao tốt. Cô hy vọng là con vào các đội này, cô chú, các cô chú huấn luyện viên có thể làm cho con tốt hơn, cho nên cô cho con một cơ hội. Yeah. Oh, yêu. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, làm con gái khóc rồi kìa, con gái hồi hộp quá, xúc động quá không con. Ôi, cô Trang lên chứ con kìa. Okay, cô Trang, chạy ra ôm cô Trang, cảm ơn cô Trang, nhanh. Phải cố gắng hơn nha con, phải cố gắng hơn thật là nhiều nha con, ok. Mời chú Chí Thiện đón học trò của mình về. Hãy
Dễ thương quá, hai con đến đây với chú. Con từ đâu giới thiệu cho mấy cô biết nè. Dạ con từ Hồ Chí Minh. Không, ba con là người gì nè? Ba con là người Nigeria, mẹ con là người Việt Nam. Nigeria. Nigeria. Rồi ai dạy con hát bài này? Dạ mẹ con. Mẹ chọn bài Hồn Quê ha con ha. Dù mẹ có đi đâu Việt Nam vẫn là số 1. Chọn cho con cái bộ đồ cũng chịu luôn. Bộ đồ cái màu đó nhu mì lắm con. Về nói với mẹ là cô Việt Hương thích bộ đồ lắm nghe. Nữa cho cô Việt Hương mượn đi diễn nha. Đẹp, bộ đồ đẹp. Con ơi, mình nói nghe nè, giờ mình yêu thương nhau quá. Mẹ đi lấy chồng một người nước khác mà vẫn hát bài Hồn Quê. Chịu hết chịu, nhưng mà để đi thi thì không có được. Tại vì con vô cái vòng sau nữa là các bạn kia hơn con nhiều thứ, hiểu không? Có nghĩa là ta tập nhiều, ta hát được, ta muốn làm nhiều thứ lắm. Mà điều quan trọng là cái em kế bên là em con đúng không? Dạ đúng. Em không có biết gì hết trơn, thấy thương lắm. Con lấy cái nón lá con che cái em hát vậy đó, thấy thương hết sức luôn á. Nha, bây giờ hai chị em mình nắm tay về nhà tập lại. Năm sau mình xuất hiện. Rồi. Nha con. Đó là ý kiến của cô Hương, còn mấy cô chú còn lại thì sao cô Trang? Hai tụi con bị cái là chưa tự tin thôi, cho nên nhịp thì cũng lung tung. Rồi xong rồi bạn em thì che nón mà còn liếc liếc thôi, có ai nhìn. Rất là dễ thương. Rồi hai đứa con đứng mà còn chưa biết canh cái sân khấu nữa. Bạn chị đứng trên mà bạn em đứng đâu túc túc ở dưới. Nhưng mà không có sao hết, tới đây vui thôi, lên tivi là có bạn bè xung quanh trong xóm mình coi được rồi ha. Con quay lại con thấy cái chữ sau lưng con không? Thử tài siêu nhí. Con, cái áo của con y chang cái chữ đó luôn đó. Bao nhiêu màu con xôi cái màu người ta hoài à. Tại em chịu, em nói thiệt lòng là em rất là chịu. Mẹ có gu thẩm mỹ lắm. Nói chung lại là cái gu thẩm mỹ con rất là hợp với cô Việt Hương. Con nhìn trên đầu con đây có hoa, đây cũng kìa. Có bướm à. Rồi, cảm ơn hai con gái tôi đến với chương trình nha. Rồi, con gái. Rất là đáng yêu. Thí sinh tiếp theo sẽ lại. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Chào bác vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Con chào cô chú huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Hoàng Hải, năm nay con 6 tuổi. Sau đây con xin trình diễn bài Tiểu đoàn 307. Trời ơi. Ai đã từng nghe tin tiêu đoàn 307. Bố cho cùng tiêu đoàn nó mấy cả tiêu đoàn nơi dưới sân và mình chia sẻ tiền gì mỗi người. Bố cho cùng tiêu đoàn nó mấy về mình lòng tiền từ nó sống. Đã chiến đấu và nơi hết tin nó về bao tình thức huy hoàng. Chân đập một trận hoa và tiêu đoàn với chân là bon. Lên ngọc phục với các tay sắt là giác rung nước thức cả người. Bay cho tôi là ai đến đâu rồi đến đâu biết bay từ lê bay với giá sắc cả bạn đi lên là so chứ nào tiếng tiêu đồng bằng cuộc pháo rồi rách sợ hãi và nhiều tiếng bay chậm lê bay từ lê bay còn lê bay cho tôi là ai đến đâu rồi đây biết bay từ lê bay với giá sắc cả bạn đi lên là so chứ nào tiếng tiêu đồng bằng cuộc pháo rồi rách sợ hãi và nhiều tiếng bay chậm lê bay. Chú Nghĩa chưa bao giờ thấy một cái phiên bản nào hát cái bài này mà mạnh lắc dữ vậy. Rồi chưa hết, tiểu đoàn còn chơi son đô mì la son. Mà điều độc đáo nhất của con á là con quay ngược chiều luôn đó. Dày phải không? Rồi cái sao anh quay được gì? Làm sao mà con có thể bẻ ngược dáng của con như vậy được? Hồi nãy lúc ảnh hát á, em có cảm giác giống như là ai quăng ảnh lên đây rồi ảnh hát cho đúng bài, đúng nhịp, đúng hết bài rồi xong anh đi xuống hay sao á. Mà lúc đầu cái động tác mà em thích nhất đó là cái anh nói ảnh lắc rất là điệu nghệ. Mà nguyên một bài con hát hay lắm. Chú biết cái bài này là tiểu đoàn lễ bảy luôn. Chú nghe được có cái lễ bảy à? Đúng rồi. Lễ bảy, tiểu đoàn lễ bảy, lễ bảy, lễ bảy. Con lễ bảy hết bài luôn á. Cưng lắm, cưng lắm. Ừ. Rồi, mời cô Đăng Trang. Con làm cho tất cả khán phòng rất là thích.
tiết mục rất là đáng yêu. Nhưng mà tội nghiệp con quá đi, bởi vì cái bài này nhanh quá cho nên không có kịp nuốt nước miếng nữa. Cho nên không có sao hết, một tràng pháo tay cho con về nghỉ ngơi, năm sau đi tiếp. Vậy là cô Đăng Trang coi như là một cái lời nhắn gửi là con về con tập luyện lại đó. Còn cô Hương thấy con à, không cần biết hát hay hát dở, lên sân khấu bất chấp xà ra là con hát, không cần biết đây là cuộc thi, làm bung xả. Và con ngây thơ đến mức độ mà 6 tuổi đầu lên đây làm động tác kịch kịch, hát ngon lành, không có một chút xíu nào áp lực thi cử hết trơn. Đúng. Với cô Hương là con được phiếu vô tiếp. Cô nói thật với con ơi, không những con cuốn hút luôn cả ban giám khảo mà luôn cả huấn luyện viên, mà luôn cả cái thính phòng này, ai cũng đều cuốn hút vào cái bài ca của con mà đều nghe 307 thôi. Thấy con nuốt nước miếng mà con thở thấy thương, thấy rứt ruột gì đâu á. Nhưng mà những gì thôi, con mới có 6 tuổi à. Không, cô thật sự thì mà cô, khi mà tuổi hát cái bài 307 này á là phải canh cái tempo dữ dội lắm, nói mà cái thuộc lời để mà hát theo mà đúng nhịp như là như bé thôi là đã tài rồi. Bây giờ vậy nè, con ngồi với lại chú Đại đi. Nếu mà chú Đại hát mà chú Đại không thuộc bài là chú Đại nuốt cái lưỡi luôn à. Cũng thua luôn đó. Cho nên là tuy rằng cái bài nhạc rất là nhanh nhưng mà con không có rớt nhịp, cho nên cô đồng ý một vé để cho con rước dạ. Đồng ý rồi. À đây đây, còn đây, quyết định là đây. 3 phiếu mới được đó. 3 phiếu mới được, mới 2 phiếu chưa đâu. Còn chú Quang Lê nữa, thầy hiệu trưởng. Chú thương con là con vừa làm động tác mà động tác nó điên đảo kinh điển luôn á. Con làm hết cái này, con làm cái kia. Nói về cái động tác đó chú phải khen là con giỏi hơn chú luôn á. Cho nên con sẽ nhận được một phiếu từ chú Quang Lê. Yeah. Ba cô chú trên kia đã đồng ý chọn con rồi. Bây giờ con muốn về đội ai? Chú Quốc Đại. Chú Quốc Đại, chạy về với chú Quốc Đại nè. Năm nay con 7 tuổi. Hai người đứng kế bên con, đó chính là trợ diễn của con. Đây chính là chị hai của con. Chị hai của con tên là Đặng Bùi Ngọc Bội. Còn đây chính là bạn diễn của con. Bạn này thì tên là Hoài Minh. Bây giờ con xin bắt đầu tiết mục của mình. Mời mọi người cùng đón xem. Bánh bò bánh tiêu, em gánh ga cho kịp chợ chiều. Sao ngàn hai cái, mời cô bác ghé mua giùm con. Bánh này ngon lắm, em lấy ở chợ ông Lánh. Cô bác thương tình, mua bánh về cho con cháu mình ăn. Chị cái bánh bò đi. Dạ dạ. Chị ở bên đây nè, đưa đâu bên đó vậy? Bộ bị đuôi hả? Dạ, em bị bẩm sinh từ hồi nhỏ. Mẹ em sinh em ra là em không có thấy đường. Cho chị xin lỗi nha. Ủa sao toàn là bánh mì không vậy? Em hát em rau là bánh bò bánh tiêu mà. Dạ thì chỉ có bài hát về bánh bò bánh tiêu, chứ không có bài nhà bánh mì hết trơn á. Em thích tiệm hát thôi. Mà lỡ rồi, nhiều cái vậy em? Dạ, 3.000 một ổ. Bán chị nửa ổ đi. Ủa sao kỳ vậy chị? Chị còn có 1.500 à. Em đưa chị nguyên ổ nè, em tặng chị nửa ổ luôn đó, chị ăn cho no nha. Chị còn đủ 3.000 nè, nãy giờ chị giỡn với em thôi. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Thôi chị đi nha, chúc em bán hết. Dạ bye bye chị. Chị đã tốt thiệt á. Một ổ nè, hai ổ, ba ổ, mình còn có 3 ổ à. Chắc chắn đi thêm một vòng nữa sẽ hết ngay thôi. Ai mua bánh mì đây? Dạ anh.
Anh Tý phải không? Ờ anh nè. Qua đây anh nói nghe cái này nè. Wow, bữa nay có đôi giày đẹp quá ta. Bộ đẹp lắm hả anh Tý? Ồ đẹp lắm luôn á. Em mới được người ta cho đó. Ủa mà nè, sao em không buộc dây giày lại? Để vậy là em nhấp té nguy hiểm lắm á, em có biết không? Thôi để anh buộc lại cho em nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi xong rồi đó. Thôi anh đi nha. Hôm nay á mình toàn gặp là người tốt không à. Đúng là hoàng tử trong lòng em. Ây da. À. Ủa có đau không dạ? Anh chưa kỳ quá à. Đâu biết người ta vậy rồi còn chọc ta nữa. Thôi anh xin lỗi. Để anh buộc về lại đàng hoàng cho em nha. Dạ. Ủa bộ em còn 3 ổ bánh mì hả? Dạ. Hồi sáng mẹ anh mới cho anh 10.000 nè. Anh bao em 1.000 luôn, em bán hết cho anh đi. Dạ. Dạ của anh nè. Thôi mình đứng dậy mình đi về em ơi. Dạ. Ủa Gia Hân. Dạ. Nhà em bên đường này mà sao em đi hướng đó? Dạ em đi mua thuốc cho mẹ em. Qua đây anh hỏi cái này nè. Ngồi xuống đi em. Anh hỏi thiệt cái này nè, mẹ em bị bệnh gì vậy? Dạ mẹ em, mẹ em bị ung thư. Mỗi ngày mà em đi học với lại đi bán gì nè, em chỉ muốn ở nhà với mẹ em thôi. Nhà em tuy nghèo nhưng mà em chỉ cần có mẹ là đủ. Từ ngày á mà mẹ em sinh em ra là em không có ba. Em không có ba giống như anh đâu. Em sợ, em sợ một ngày nào đó mẹ em sẽ bỏ em đi, rồi em biết sống với ai. Em sợ lắm anh Tý ơi. Thôi em đừng có khóc nữa, để anh lau nước mắt cho em nha. Thôi em không khóc nữa đâu. Ủa mà anh Tý ơi. Hả? Hồi nãy á anh lau nước mắt kia mà cái khăn gì mà em thấy cái mùi nó kỳ kỳ á nha. Anh xin lỗi em nha. Cái đó là đôi vớ hồi nãy anh mới đi đá banh về. Anh quên anh bỏ vô túi anh lau nước mắt cho em luôn rồi. Hả? Anh lấy đôi vớ anh lau nước mắt cho em hả? Em đừng có giận. Ôi, anh nha. Ghê quá à. Mà nè, mẹ anh mới mua cho anh chiếc xe đạp mới á. Kể từ ngày mai anh sẽ chở em đi học. Em chịu không? Thiệt hả anh Tý? Em chưa bao giờ được đi xe đạp hết. Em cảm ơn anh Tý. À. Một tiết mục dễ thương mà rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn hai con. Hai con đã phụ diễn cho bạn ha. Rồi, mời các con có thể vào trong. Mấy cô chú thấy tiết mục này sao cô Việt Hương à? Con có năng khiếu, con có giọng nói, nhưng mà con đang rất là bản năng. Có nghĩa là mình có sao mình làm vậy, con chưa biết con phải làm gì. Bây giờ cô sẽ ủng hộ tinh thần để con bước vô. Tại rất ít có diễn viên đi thi kịch. Một vé cho con. Con cũng rất là thông minh, con cũng hiểu biết được cái vai diễn của con để con đi tới cuối. Con không có xả vai giữa chừng, cái đó là cái cô thích. Thì cô cũng đồng ý cho con một cơ hội để bước vào trong, để con được học hỏi nhiều hơn trong cái chương trình thử tài xử nhí này. Con cũng có những cái hài nhỏ, dù là ấy nhưng mà con rất là tự nhiên trong cái diễn xuất của con. Thì cô hy vọng rằng là con sẽ bước vào trong nữa, là con sẽ được huấn luyện viên dạy cho con thêm nữa để con tiếp tục thử tài xử nhí. Cô sẽ cho con một vé rất dài. Vậy là đã có 3 sự đồng ý từ ban giám khảo, chúc mừng con. Đây, bây giờ thì con sẽ về với lớp của chú Quốc Đại nha. Dạ. Rồi, chúc mừng con. Chú Quốc Đại tuy là ca sĩ nhưng mà chú Quốc Đại cũng từng tham gia rất nhiều những chương trình đòi hỏi về diễn xuất. Còn nếu như chú Quốc Đại cảm thấy chỗ nào mà muốn cần góp ý thêm á, thì cứ gặp cô Việt Hương, gặp cô Thanh Hằng hoặc là gặp chú Đại Nghĩa cũng được, để sẵn sàng hỗ trợ cho con nha. Dạ con cảm ơn chú. Xin mời quý vị, chúng ta gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Hello.
Con xin chào ban giám khảo, con tên là Huỳnh Dalin, năm nay con 7 tuổi. Con xin hát một bài ca khúc được mang tên Hạt Lọ Làng Ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông kinh thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giờ cô hỏi xa những chưa tháng sâu, nước như ai nổi trên cả ca cờ, cô ngỡ lên bờ. Hạt gạo làng ta có con cá bàn sớm no chống hạn, phục mẹ miền gầu chưa nào vắt sâu lúa cao sát mặt, chưa nào gánh vân quan chèn quẹt đất. Hạt gạo làng ta gửi xa tiền tuyến gửi về phương xa, em vui em hát hạt gạo làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta. Hạt gạo làng ta gửi xa tiền tuyến cô bé nhỏ xíu rất là dễ thương. Mấy cô chú nhận xét thế nào đây? Mời cô Việt Hương. Con dễ thương lắm, nhưng mà chắc là mình phải học lại quá à. Bị gì lên nốt cao thì được, mà lên nốt thấp thì không thấy chữ tí lời luôn. Mức quan trọng nữa là vậy nè, khi mà mình tập một cái bài hát thì tụi con sẽ tập trung vô cái phần hát của mình, thấy không? Sao cho mà cho hay để mình đi thi, mình quên cái diễn đi. Con thì lo diễn cái quên cái hát ha, cho nên mình chưa có phối hợp được nhịp nhàng của cái người ca sĩ vừa hát nè, vừa biểu diễn nè, rồi phải vừa cho cái bài hát của mình nó tình cảm nữa. Cho nên hôm nay đối với cô Việt Hương là con chưa có đạt. Phần trình diễn khi mà con lên con đứng con hát rất là hồn nhiên, ngây thơ, thì ở một cái mức độ là dễ thương. Còn để mà đi vào trong mà chiến đấu thì chú thấy chưa được lắm. Cho nên tạm thời trong lúc này thì chú chưa đồng ý. Vậy là đã có hai cô chú không đồng ý chọn mình rồi, tiếc quá. Thôi không sao hết, về nhà nè mình ráng ăn cho nhiều vô nghe, để mình lớn thiệt lớn, giọng mình khỏe thiệt khỏe, năm sau mình quay lại mình thi tiếp ha. Rồi cảm ơn con gái. Con chào ban giám khảo và các vị khán giả ở đây. Con tên là Bùi Thị Thùy Linh, con đến từ Gia Lai. Năm nay con gần 8 tuổi. Và bây giờ cháu xin gửi đến mọi người ở đây một ca khúc mang tên Tàu Anh Qua Núi. Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải vẫn bay bay đi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi. Thank you.
Việt Nam thì suốt buồn mùa vui, qua đèo hải vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới mà tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời ơi, khủng khiếp chưa? Trời, con gái ơi, nhìn con. Chú nghĩ tới một cái sự mà, một cái sự đối lập, một cái sự mâu thuẫn khủng khiếp mà bà có chút ác, là bà như con kiến mà bà cất giọng lên, giọng của một con voi chúa. Khủng khiếp. Mời cô Diệt Hương nói trước. Giọng hát cao mà rõ ràng mà con ơi, làm như có nhiêu đẩy giọng hát hết trơn á, không có nuôi con người được nhiêu, có chút kéo à, cưng quá trời. Chú Quang Lê nói rồi, cửa nào chú cũng phải cho vô hết trơn á. Trời ơi, chú nghe con hát cái bài chú hết hồn. Con có nhiêu đó tuổi, con có nhiêu đó thước mà con làm được, chú vui lắm. Con dở. Dạ. Nhưng mà giờ cứu được hay không nè cô, sao cô? Bài này có những cái đoạn nhạc á, hòa thanh của nó rất là khó, nhưng mà con vẫn hát rất là tự tin. Nhưng mà con có vấn đề về cái nốt thấp, con chưa biết xử lý, cũng như là ngân. Thì cô rất là tin tưởng cái dàn giáo viên này, bởi vì chú Quốc Đại là những cái người đã từng đoạt những cái giải thưởng ngày xưa, thời sinh viên, rồi tiếng hát truyền hình vân vân. Hát rất là tốt cho nhạc ơi. Này à, bây giờ ơi, tôi mới biết là chương trình mời Chí Thiện tới đây chỉ để làm cho đẹp thôi. Khoan khoan, từ từ chưa nói xong. Chú Chí Thiện là một người rất là đa dạng. Chú có thể cập nhật rất là nhiều thể loại và chú có thể chỉnh sửa cho tụi con. Hơn nữa, cô nghĩ là đây không phải là một trong những dòng nhạc mà con sẽ thể hiện xuyên suốt trong cuộc thi này đâu. Đây là thử tài siêu nhí, con sẽ hát rất là nhiều thể loại khác nhau. Cho nên con về với chú Quốc Đại hay chú Chí Thiện, con cũng sẽ được tỏa sáng. Đúng, cô rồi. Nghĩ như vậy. Thôi bây giờ về ít ra về ban giám hiệu cho mọi người biết đi, có chọn bé về trường hay không có đã. Cô Đoan Trang. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Văn Lê. Chú sẽ chọn con. Chú Văn Lê, cô đồng ý. Cô Hằng. Cô đồng ý. Bốn sư đồng ý. Và bây giờ con sẽ về với lớp nào đây mấy thầy cô? Chị Việt Hương ơi, chị Đoan Trang ơi, anh Quang Lê. Hồi nãy ơi. Là vừa là mà bé mà vừa bước ra là mình thấy mình có hy vọng rồi đó. Thiện ơi, Thiện đừng có mà lo. Cái bé giới thiệu một cái bé nói dạ con gần 8 tuổi. quá tuổi về lớp. Thế là anh Đại nhắc cho em rồi. Tức là quá tuổi về lớp của Đại rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình đổi qua đi, mình đổi qua mình tính thước tất. Nhập học á, người ta tính về học bạ là cái năm sinh, chứ không tính về chiều cao. Rồi, chúc mừng con đã được về với ngôi trường thử tài siêu nhí. Và giáo viên chủ nhiệm lớp thanh nhạc của con là chú Chí Thiện. Giành giật gì nữa. Đặc biệt với sự góp mặt của cặp song ca Quang Trung về đỉnh song ca dính mùa 1, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trống lông mãi
một tà áo tím, dù xa nhau nhớ đừng lãng quên. Mai đây cánh biển, nỗi buồn này ai biết, thấy phượng rơi không thường. Dưng dưng tiếng lòng như vẽ run áo đông, tình ấy riêng lạnh lùng. Một ngày biệt ly trăm ngày nhớ. Sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hôm nay tóc xóa buông dài, lời yêu vẫn xót bên tai, những lòng chưa hề yêu ai, bên xuân sinh ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, xíu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, xíu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu vọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu. Yeah.
Ai, chúc mừng con. Rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất, trời, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi chảnh. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. Cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn cô. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi, từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đoan Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đoan Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. À, con đến với cô giáo của mình nè, cô Bình Tinh. Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Đào, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc luôn ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy ha. Bỏ sạc trên rừng, bộ đôi giải phóng ơi, cả anh em ơi,
ơi tuyệt vời quá con ơi là con. Sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc lên, ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chuẩn biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đặng ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Ví dụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành với em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Ôi con gái tên gì bao nhiêu tuổi mà nhìn con có chút xíu như cục kẹo vậy? Con 4 tuổi. Con 4 tuổi là con đi học lớp mẫu giáo hả? Dạ. Ồ rồi trong lớp con có hay hát cho bạn bè nghe không? Mà con có rung không? Dạ hả? Rồi hôm nay con tới đây con hát bài gì đây? Bài Em Đi Qua Cầu Cây. Em đi qua cầu cây. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối. Cho nên mặc cái bộ đồ này hát đúng không? Con thích hát dòng nhạc gì? Nhạc bolero. Ồ bolero, mới có 4 tuổi thôi khoái bolero rồi. Rồi chúc con thành công may mắn nha. Hát cho thiệt là hay. Mời con. Con xin chào ban giám khảo và các vị khán giả. Con tên là Quỳnh Mẫn Nhi. Năm nay con 4 tuổi. Con đến từ Đức Huệ, Long An. Con xin hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Tiêu nữa của chương trình. Gái lên đây coi. Cho hỏi thăm xí nè. Ai quánh son cho con vậy? Hai cô. Con thích không? Dạ thích.
Trời ơi, thanh niên xung phong mà quánh cái son đỏ chót ha. Nhưng mà rất là đáng yêu. Cưng quá trời. Mấy luôn cô à. Chú thấy sao cô Thanh Hằng? Trời ơi, cô xin mời chú Quốc Đại rước em về với quê hương. Chú Quang Lê bước ra là cái là ghiền luôn rồi. Chú rất là thích con đấy. Hồi nãy giờ là chú ngồi chú say mê đó. Chú thích cái bộ trang phục của con. Cô du kích nhỏ dễ thương quá, chú yêu con à, chú Lê yêu con. Vậy là chắc chắn là chú Lê sẽ chọn con. Cô Hương sao nè cô Hương? Nói gì nữa, vừa bước ra có chiếc cầu cây cao mà trên khoảng 8 mà trên ốc o luôn, không còn cái dây nào nữa trơn. Còn nói gì nữa Quốc Đại? Rước về Vinh Liên Quốc Đại về. Ơi, chúc mừng con về với lớp của thầy giáo Quốc Đại nha. Đây, lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng, hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ, năm sáu giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân, ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má, nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ. Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không, con không giống ai á. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không, con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây, cô Bình Tinh? Dạ, thực sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn, cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi, xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào.
Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi, tía ơi tía, hai má con gì? Thăm tía nè tía ơi. Ông ngoại. Đứa trời nào ơi. Trộm ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Ông ngoại. Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời. Một năm nay rồi bay mắc mớ gì, không có thư từ gì hết trơn cái chỗ vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá. Một năm này không có gặp nó, nhớ không thiếu điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bay? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim hen. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũy tre làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặn bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ về đi. Đi đường xa mệt. Hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen. Hái mấy cái đọt bầu, đọt bí rồi kia về luộc lên. Rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon. Ba cháy bù chét luôn. Thôi. Ông ngoại á, vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Con nhỏ xíu luôn em. Dạ. Mặn được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây. Ờ đó. Ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, con hát rất dễ thương, hát hay, tròn, vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm mà. Tại vì cái câu đầu tiên là: về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót. Đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê, và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được, nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây một bài hát kinh điển, đi vào lòng người. Nhiều năm qua, phần trình diễn của con, chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Và bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết, nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú Quang Lan. Chú. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Như vậy là mình đã đủ 3 phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Chưa bao giờ tôi gặp một ca sĩ nào hát nhạc rock mà cái mặt bún ra sữa vậy. Dễ thương quá, nãy giờ con hát là thấy chú Chí Thiện ngồi nhoi nhoi nhảy như nhảy ngựa luôn vậy đó. Tại vì hả, bé vừa có cái phong cách biểu diễn, nhìn cái đầu quả đầu rồi tôi mê rồi. Trời đất ơi, ai làm tóc cho con vậy? Dạ, mẹ con làm. Trời ơi, khi mà đứng mà con giao lưu á thì con lại trở lại một đứa nít rất là dễ thương. Và khi con hát con rất là máu lửa. Chú thích nhất là cái đoạn mà con hát con đang về anh đo hết nè, rất là biết cách diễn và biết rất biết cách dàn dựng để tiết mục của con hấp dẫn. Con có biết diễn kịch không? Dạ có. Tại vì con lanh quá à, biết làm chủ tình hình sân khấu. Con có biết tại sao mà nãy con hát ngựa ô mà ngựa ô chạy lẹ dữ vậy không? Tại con đâu có hát đâu, con hát không, con chạy quá trời chạy luôn. Dưới đây cô, vì cô còn xém chạy luôn á.
thiệt á. Lúc sau là chịu bứt xà luôn, chịu nổi là xét luôn, lên tới tuốt trên trời luôn rồi, ngựa chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà dễ thương lắm cô. Nhưng mà diễn tốt quá, diễn tốt. Lên sân khấu diễn kỹ thuật máu lửa con, máu lửa mà biết cách diễn, biết cách thu hút khán giả lắm. Có duyên nè, đồ mẹ may cho con rất đẹp nè, giọng sáng, có giọng, nhưng mà tổng thể chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có bình tĩnh. Cho dù mình hát bài chậm hay bài nhanh, mình cũng phải tập trung, mình cũng phải rất là điềm tĩnh để mình xem mình đang làm cái gì, đang kể câu chuyện gì nha con. Dạ, cảm ơn thôi là thất nhịp là rất là uổng, với thêm nữa phát âm phải gọn lại. Có nghĩa là lần sau sẽ quay trở lại con sẽ chắc hơn nha. Ok. Hả? Vậy là cô không chọn hả? Vậy không chọn rồi, giờ cô Diệu Hương chọn không cô Hương? Nếu mà con thi kịch á, thì cô chọn, con thi ca thì hẹn con mùa sau. Dạ con kịch được cô. Thì cô con diễn con coi, diễn cái này. Thôi giờ vậy đi, giờ con có thể con diễn một cái đoạn nào đó mà con đã chuẩn bị từ trước rồi cho các cô chú đây coi hay không? Dạ có. Rồi mình thử diễn coi sao. Thằng diễn một bơm mình. Rồi diễn luôn thằng bơm. Mằng việc từ sáng sớm tình mờ tới giờ, tàn ơi nó mệt gì đâu à, người ta mới có 7 tuổi à, mà cái lão phú ông này bóc lột sức lao động trẻ em dễ sợ luôn, làm ghiếc mà bơm tôi càng ngày càng ớn à. Biến đổi khí hậu làm cho đâu đâu cũng nóng quá trời quá đất, cũng nhờ cái quạt mo này mà con người tôi mới mát từ chân tóc, mát xuống cái móng giò, mát từ trong ruột, mát ra cái mặt tiền. Điện thoại reo. Phú ông. Alo, Phú ông gọi con có chuyện gì vậy? Hả? Đổi quạt. Muốn gì ông cũng chịu. Dạ, ông đổi cho con cái gì cũng được, nhưng con không lấy ao sâu cá mè, một bè gỗ lim phong, chim đầu mồi đâu nha. Mấy cái đó xưa rồi diễm. Theo câu chuyện là con lấy gói xôi hả? Ok, bé chịu. Em lấy lạ nha ông, không phải một gói mà là 1000 gói nha. 1000 gói đó người ta chia cho cả làng, ai cũng được ăn no nê. Còn cái mạt mo này, lão phú ông cứ đem về mà quạt cho mỏi tay đi nha. Bơm đi mua máy lạnh đây, nhớ nghe, đừng khinh thường chỉ khôn của con nít nha phú ông. Đây, cảm ơn con trai đến đây. À, Bơm vừa mới trình bày thêm một cái khả năng khác của mình, đó là diễn kịch. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Chịu hả? Chịu. Dạ. À, chỉ có điều là giờ nè, bây giờ cho con vô thì không biết là cái đội bên kia, cái thầy các cô giáo, thầy giáo là sẽ cho con đi về cái phần nào. À, phải cho con một cái phần gì mà có chút xíu hát và có chút xíu diễn nữa mới được. À. À. Thì cái đó là tùy thuộc vào thầy Chí Thiện, thầy chú Lê sao? Thật sự là từ lúc mà con hát là chú đã đồng ý rồi. Tại vì khi mà có những cái khuyết điểm nhỏ thì chú cũng không có phải là quá khắt khe. Nhưng mà đến khi mà con lại trổ thêm một cái tài năng mới thì lúc đó chú lại càng thích hơn. Và chắc chắn con sẽ nhận một phiếu từ chú Quang Lê. Một phiếu từ chú Quang Lê. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hương ơi, giờ cô Hương có suy nghĩ lại chưa? Cô chịu đó, cô chịu rồi. Vậy là 2 phiếu rồi. Dạ con cảm ơn cô. Một phiếu nữa thôi, từ cô Đăng Trang hay cô Thanh Hằng đây? Cô Đăng Trang. Cô thấy con có một cái sức hút gì đó, mặc dù mọi thứ nó chưa có chắc chắn đâu, nhưng con có sức hút. Chúc mừng con, cô sẽ cho con cơ hội. Yeah. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, nãy giờ chú cứ lo là mấy cô chú nó không chọn, bởi vì chú thích con từ khi con bước ra sân khấu rồi ha. Một cái cậu bé mũm mĩm dễ thương, mặt tròn quay sáng trưng vậy nè mà hát rock, thì đương nhiên ở tuổi của con vẫn còn một số cái khuyết điểm, nhưng mà không sao đâu, chú Chí Thiện sẽ khắc phục điều đó cho con. Và chú Chí Thiện nhớ nha, hãy tạo ra những tiết mục nào đó mà phát huy luôn cả cái phần diễn xuất của bé nữa. Chạy về với thầy của mình đi con.
bao quanh bên lũy tre già. Khi nhìn diều bay trời cao, thương hoài con diều tuổi thơ. Ôi con diều mẹ tôi. Khi nhìn diều bay trời cao, thương hoài con diều tuổi thơ. Ôi con diều mẹ tôi. Xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1. Và ngay bây giờ, hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay. À, có chút kéo nữa rồi. Trời, cưng quá vậy, chút chút kéo rồi. Cưng quá anh Thiện ơi. Con xin chào ban giám khảo. Con tên là Thiều Nguyễn Vĩ Dạ. Con 6 tuổi, con đến từ Đắk Lắk. Hôm nay, con sẽ giới thiệu về Tây Nguyên đầy nắng và gió. Âm vang cồng chiêng, những vũ điệu lạ lùng. Chắc hẳn quý vị và các bạn đang tự đặt câu hỏi rằng mình đang ở đâu đây. Hôm nay chương trình du lịch bốn phương sẽ đưa chúng ta tới tham quan và khám phá vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Địa điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là mảnh đất Đắk Lắk hiền hòa và xinh đẹp. Đắk Lắk là một vùng đất rộng lớn với những đồi núi chập trùng, với những dòng sông mang tên vùng đất như là Cà Rông Năng, Cà Rông Na, Cà Rông Bông, Cà Rông Bắt, Cà Rông Búc, vân vân. Đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn những vườn cà phê bạt ngàn và được thả hồn cùng màu hoa trắng tinh khiết và được đắm chìm trong làn hương thơm dịu nhẹ của loài hoa cà phê. Mỗi buổi sớm bạn hãy đến những quán cà phê các ven đường để nhâm nhi những ly cà phê. Đắk Lắk còn là mảnh đất có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, lòng say lòng du khách như là thác Thủy Tiên, thác Rờ Rây Sáp, vườn quốc gia Gióc Đôn. Nơi đây còn rất nổi tiếng với những làn điệu dân ca ngọt ngào, thấm đượm tình cảm mộng mạc của người dân tộc bản địa Tây Nguyên. Để minh chứng cho điều này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ru Em của người dân tộc Xê Đăng. Xinh quá à. Mấy cô chú ơi thấy sao? Mới có 6 tuổi à, con là một trong những cái gọi là tài năng đặc biệt, các con biết không? Tại vì á, cái văn nói của con á rất là rành mạch, rõ ràng, không có bị ngọng nghẹo. Và quan trọng là con nhớ từng địa danh ở trên Đắk Lắk chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, rất là sắc nét. Và cô Việt Hương nghĩ là ở Đắk Lắk nên mời con, dẫn con theo làm hướng dẫn viên du lịch nha. Khách sẽ đi rất là đông.
con không cần phải hát ru đâu. Lúc mà con nói xong là em bé đã ngủ rồi. Mà văn ở đâu mà tuôn ra, ai xếp cho con? Con học rất là khó đúng không? Học lâu không? Dạ, 7 ngày là con tập được. 7 được. Ngày 7 ngày là con tiết mục này đó. Dạ, con hát là bao nhiêu ngày? Là nằm trong 7 ngày đó luôn phải không con? Dạ. À, tức là tập trung một tiết mục như vậy là khoảng 7 ngày. Vậy là con nói không là 6 ngày rồi, còn hát có 1 ngày thôi đúng không? Riêng cô Việt Hương rất thích những cái bé tự nhiên, bẩm sinh như con. Một vé cho con. À, cảm ơn cô Việt Hương. Xin mời chú Quang Lê. Con làm chủ sân khấu và con đã dẫn dắt từ một chỗ này sang chỗ kia. Những cái ý chú nói là cô Việt Hương nói hết rồi. Hả? Em có lỗi quá vậy? Không, không sao. Không, tại vì hai đứa mình đồng cảm mà. Dạ. Đó, tại vì Lê cũng đóng kịch hay giống như Việt Hương đó. Thôi đi ông bà. Thôi đi ông bà ơi. À, nhưng cho nên chú quyết định rồi, chú sẽ tặng con một vé. Một vé luôn từ chú Quang Lê. Cô Đoan Trang có đồng ý cho con vào trường mình không? Đầu tiên đó là cô cảm ơn con là đã hát cái bài hát mà lâu ơi là lâu rồi cô mới được nghe lại. Như các cô chú đã nói rồi, con có rất là có năng khiếu, con nhớ dai cho nên cái thoại đầu của con rất là dài. Mà con dẫn dắt mọi người đi hết cái Đắk Lắk luôn á, cái gì mà Cà Rông Đông, Cà Rông Bắc gì đó thuộc hết trơn. Cái gương mặt cũng rất là đáng yêu, tuy nhiên hát vẫn chưa có chuẩn. Rồi hát, cái lời hát con mắt nhìn đi đâu á. Cho nên diễn tả nguyên cái Đắk Lắk bự lên cho bộ. Đắk Lắk rồi xong rồi, ví dụ như hát về cái cây cà phê thì nhìn con voi vậy đó. Trời ơi, không có voi sao leo lên hái cái cà phê. Thì tóm lại là đối với cô là cô mong con phải tập thêm, cho nên cô không có chọn con. Chị Hà, còn chị Hà. Cô nói thật sự là khi mà cô đã xem con bước ra là cô đã có cảm tình với con rồi. 6 tuổi thôi mà nó đứng nó kể nguyên một cái Đắk Lắk, mà cô sợ rằng là khi con bước vào trong nữa rồi con sẽ đảm đang rồi con giờ sẽ gánh được những cái gì nữa, thơ cái đường dài nữa hay không? Nếu chờ vô biết đâu tức một tuần sau giới thiệu thời tiết xong rồi có cái màn hái cà phê nữa chị. Rồi trồng ruộng, làm ruộng bậc thang này kia nữa, rồi nuôi chăn voi này kia cũng được chị. Sợ là khó cho huấn luyện viên để tìm ra cái tiết mục để cho con á. Tùy vào sự quyết định của giám khảo Thanh Hằng. Huấn luyện viên thấy sao? Khi mà bé bước ra là mọi ánh nhìn là bắt buộc là phải nhìn vào bé. Và khi bé diễn cũng rất tự tin. Chú Đại cũng rất thích tiết mục của con. Nhưng mà để mà tìm một tiết mục để mà đột phá hơn cái tiết mục hôm nay thì chú sẽ phải rất là nặng đầu. Nếu mà con được vào tiếp thì chú cũng phải làm mọi cách để tiết mục sau phải hay hơn tiết mục này, để không phụ lòng tin của ban giám hiệu. Dạ, rồi chú Quốc Đại cũng rất là hoa hậu thân thiện. Mời cô Hằng quyết định. Vậy thì hoa hậu thân thiện. Mùa trước thì cô được chú Đại Nghĩa phong cho cô được là một cái người mẹ hiền. Không lý bây giờ cô trở thành Tàu Thị nữa hay sao? Thôi thì bây giờ mùa trước cô từng làm vai ác rồi cô ơi. Bây giờ cô làm vai mẹ hiền ha. Cái gì đồng ý không? Cho con một vé để con bước vào thêm một cái thêm nữa. Cảm ơn cô Thanh Hằng và chúc mừng dạ, con gái nha. Cố gắng thêm nha. Và con gái sẽ vào lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của chú Quốc Đại. Chúc mừng bé Vĩ Dạ đã về với lớp tài năng nhí của thầy Quốc Đại. Hãy chờ đón sự biến hóa của cô bé này nha. Con tên là Quách Thanh Trung, năm nay con 13 tuổi. Con đến từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Và ngày hôm nay đến với cuộc thi thử tài siêu nhí này, con mong rằng mình sẽ đem một chút niềm tin gì đó về cho quê hương của mình. Và con xin được trình bày ca khúc Chú Hai Lúa. Chú, cho tôi qua chú ơi. Go. Trời ơi, hên quá. Thành phố gì đâu mà nó xe cộ qua trời qua đất. Là còn nóng nực nữa chứ. Đi xe có siêu vậy thôi mà tốt cả mồ hôi. Ủa, chào bà con. Tôi chú Hai Lúa quê mới lên đây thăm thằng cháu. Nó thi cái chương trình gì mà nghe nói thử tài siêu nhí, nó giỏi lắm. Bữa nay tôi lên đây tôi ủng hộ tinh thần cho nó. Bà con nhớ ủng hộ cho nó với tôi nghe. Ủa, mấy cô chú nghệ sĩ đây mà. Ở dưới quê tôi coi trên Du Tiếng đó, ngưỡng mộ mấy cô chú dữ lắm. Mà có bao giờ được gặp mặt đâu. Rồi sẵn bữa nay lên đây gặp mấy cô chú, sẵn có mớ trái cây miệt vườn, gửi cho cô chú ăn lấy thảo với tôi nghe. Cô
có tặng quà. Đấy, cảm ơn con. Có tặng quà được 5 điểm, cho hai trái là được 10 điểm rồi. Mà cho con trái thì bị tôi thích ăn xoài. Nhưng mà giải thích tại sao chị chơi quýt. Tại sao mà quên, mấy cô chú nhớ ủng hộ cho thằng cháu của tôi nữa nghe. Cảm ơn mấy cô chú. Nó tên gì chú? Tên gì? Tôi nghe nói là nó tên Quýt Thảo Trung. Cháu mình mà còn nghe nói nữa hả? Tại thằng cháu này lâu lắm rồi mới gặp nên quên. Chú ơi, lúa chú đã teo quá chú. Cháu mà lâu lắm mới gặp. Khoan chú Hai Lúa, đi đâu mà dội vẫn biết nè. Trời ơi chú Hai Lúa mà cứ tưởng cô Tư Cẩm Ly không đó. Cô Đăng Trang thấy sao cô Đăng Trang? Con có một cái nét duyên, đối đáp lượm liền được. Rất là thông minh, rất là nhanh trí, hát cũng tốt đó. Hơn cái là con trai 13 tuổi nhưng chưa có vỡ giọng, cho nên cái phần âm trên của con rất là tốt. Con diễn rất là có hồn. Cái phong cách của con á, làm cho cô nhìn thấy được là con đam mê nghệ thuật vô cùng luôn. Cho nên với cá nhân của cô, với những bạn trẻ có khả năng và có cái đam mê thì cô sẽ cho con vào vòng trong. Cảm ơn cô. Cô Hằng, sao cô Hằng? Đúng là con có một cái nhiệt quyết đam mê lắm. Nhưng mà cũng muốn hỏi con, khi vào trong thì con sẽ phải thể loại này, thể loại kia, thì con có thể lột xác cái Hai Lúa này ra để con làm được một cái tiết mục khác hay hoặc là một cái thể loại nhạc khác hay không? Nhưng mà nếu như mà con được chọn vô đó thì con muốn được vô lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện hay vô lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh? Dạ con muốn vô được nhóm nhạc nhẹ của chú Chí Thiện. Vậy mà nãy giờ cô Việt Hương lại ngồi nghĩ là con nên về với cô Bình Tinh. Dạ, tại vì cái chất của con á ha, may mắn cho con cái giọng con nó còn cái cao, ơi là cao. Nhưng mà con trai khi bể giọng nó sẽ không lên tới như cái giọng nữ thanh như vậy được. Nếu mình theo nghề này chuyên nghiệp thì mình phải đa dạng. 1-2 tuổi nữa là mình phải cho ra cái nét nào ra nét đó, cái giai nào ra cái đó. Cho nên trong đầu cô nghĩ tới là con nên về với cô Bình Tinh. Tại vì cô Bình Tinh là một trong những cái người rất giỏi về kỹ thuật biểu diễn. Vậy mời cô Bình Tinh đi ạ. Ở con thì nó có một cái chất duyên, cô rất là thích. Thì nếu như mà con trai muốn về với đội của cô để cô cháu mình cùng học hỏi thêm, cô sẽ cố gắng truyền đạt cho con những cái gì mà cô biết được. Yeah. Con có đồng ý không? Dạ đồng ý. Trung ơi, vậy con thích về cô Bình Tinh không hay là con thích về cô đội của cô Mến? Trời, cô Mến làm gì cô? Về cô Mến làm gì? Có lụa hả? Bà múa đèn. Giờ nè, cô Đăng Trang là một phiếu đồng ý rồi nè. Cô Hằng còn đang lưỡng lự, thôi giờ cô Việt Hương đi. Bà cầm trái quýt trên tay đó nha bà. Lỡ lấy trái cây rồi. Chắc là cô cho con một phiếu để con vào. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Cô Việt Hương cũng cho con một phiếu. Cô Thanh Hằng, cô sẽ cho con có cơ hội để con bước vào để con học tập thêm nữa. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Chúc mừng con nha. Về với đội của cô Bình Tinh nè. Chúc mừng Thanh Trung,
với khả năng biểu diễn trên sân khấu của mình, Thanh Trung sẽ còn tỏa sáng trong những vòng sắp tới. Có thể là Bình Tinh chưa tìm được một kép chính như mình mong muốn, nhưng mà có thể là có thêm một kép hè rồi, Bình Tinh. Số phận. Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Còn ơi, ngọt ngào dễ thương.
hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ, đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ, có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê. Và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi, sáng. Mặt con cũng sáng, cũng đẹp. Cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng. Nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu. Cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa. Thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á thì con xử lý cái một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò. Nghĩa là mình ghé rồi không có ghe nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu. Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời trèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghe liền đúng không? Cho nên nếu mình trèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Dạ. Yeah. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng. Cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương. Cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đây nào. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất sắc. Cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhí đây? Cô xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Thạch Phi Đen. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bạc Liêu. Hôm nay con xin trình bày một nhạc phẩm Sầu Đau Quê Ngoại. Cho chú thắc mắc một điều. Chú nhìn cái tên của con là chữ đeo là giống như tiếng Anh vậy đó. Giống như là cái máy vi tính. Nhà con bán điện tử hả con? Dạ, con tên Phi Đen. Phi Đen. Phi Đen. Tại sao đặt cái tên này? Dạ, tại vì cha con nói là dòng họ con là tên gì cũng trụng chân tên mơ. Là hai đứa em con tới tên mơ lận. Cha con coi du tiếng thấy cái ông gì ở trên du tiếng á. Thế nào cha con đặt tên cho con tên là Phi Đen luôn. Cha con đặt cái tên có ý nghĩa gì luôn. Nhưng mà họ Thạch, họ Thạch là sao con? Dạ con người Khmer. Đấy thế à. Họ Thạch là người Khmer. Khoan, xí xí. Chú hỏi thiệt con nè, con biết ca tiếng Khmer không? Dạ không. Ủa trời vậy đó. Gì dạ? Dạ dữ dội mà dạ không. Thôi cho con ta hát đi, hát đi con. Rồi xin mời âm nhạc. Trời nghiêng bóng nắng, trái nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao. Bao năm chưa về thăm hỏi, con đò ngang nay chân đã về. Trên không bộ ông lão sang đưa, bờ sông xưa ngoài hay đứng đốn. Con tan trường về mẹ con chờ xa. Con dạy hả? Dạ ba dạy con hát. Thấy không? Ừ biết mà. Hồi nãy có cái bé kia thi á, là bà ngoại với má là hát bài bà nội.
Còn con là ba dạy là hát bài bà ngoại. Bị gì nịnh, nịnh cái đội bên kia đó em không? Sao đau quê ngoại? Biết mà, biết thế nào nịnh ba má vợ. Đúng rồi, nịnh má vợ. Còn bên kia là ta định ngược lại. Trước tiên cô không biết là mấy cô mấy chú làm sao, nhưng mà con rất là đỉnh đạt, hợp lý, hát không có bị non như một đứa con nít. Riêng cô Việt Hương rất là chịu, và đặc biệt cô sẽ bỏ phiếu chịu cho con. Dạ con cảm ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương nói cũng đúng đó, là con có chững chạc trong cái biểu diễn của con. Cái giọng của con nó cũng lạ lắm, cho nên là cô cho con một phiếu vào trong đó. Rồi đó, tới ông đó. Dạ cảm ơn cô. Không chị Hằng, em xin cái lời Hằng hơi rất là lạ. Anh chàng này nè, nếu mà biết bẻ cái cột hơi cậu này rất là lạ. Tuy rằng là anh có thiếu thiếu một chút. Anh có thiếu thiếu chút xíu, nhưng mà có anh có thiếu thiếu. Cho bà nói sao tôi nói được. Anh thiếu chút xíu nhưng mà anh có cái lạ. Rồi nói đi. Rồi, hồi nãy giờ là cái bài hát này là bài hát rất là khó. Cái mốc cao rất là cao, cái mốc thấp rất là thấp. Con chỉ mới ở số tuổi này mà khi mà mỗi lần mà có hát tới mấy cái câu thấp á, chú ngồi chú run lắm, không biết là con có xuống tới không. Mà con đã làm chú rất là thỏa mãn những cái nốt thấp của con. Chú chúc mừng con. Yeah. Con sẽ được một phiếu của chú Quang Lê. Chú Lê á ngay nghề, cho nên khi á cháu có hát á là chú gồng người, tại sợ con làm không thành. Cho nên cứ lúc mà con thấp á là chú lấy ngón tay chú chỉ muốn lủng lủng muốn đất luôn á. Chú chỉ ráng cái con vô được cái ổng khoái. À cho nên chú cũng chịu luôn. Con sẽ về đội dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Mời con. Yeah. Có vẻ như sĩ số lớp dân ca cải lương đang liên tục tăng lên khi lại tìm được một thí sinh đầy tiềm năng. Liệu tài năng nhí tiếp theo có thể tiếp tục nhập học ngôi trường thử tài siêu nhí hay không? Trời ơi! Trời ơi! Con kìa. Xin chào cô chú trong ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Phan Hoàng Long, năm nay con năm tôi gử, con đến từ Long Phi, Long Giang. Trời ơi! Làm đi con, làm cho làm nặng quá! Con xin ca một bài, y là bài Dòng Máu Là Hồng. Trời con ơi. Cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả. Khá là ông gặn ra từng chữ rồi đó. Trong quốc Sơn Hà, Nam Đệ Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Đại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ giới thiệu lại cho mọi người nghe coi con mấy tuổi rồi. Dạ con năm tuổi gử. Năm tuổi gử. Con năm tuổi gử. Dạ nhắc cho mấy cô chú nhớ nghe, con mới có năm tuổi gử thôi. Thật ra vừa hát vừa nhảy múa với con vậy là quá hay. Thế thương quá à, con có những cái tố chất để được vào trong. Cái đôi mắt một sao khó vậy, khó chịu vậy con, giãn ra con ơi. Con nheo nheo mắt vậy, con chói mắt hay là con sao? Con đau mắt. Đau mắt. Con hát xong con đau mắt. Người ta hát xong người ta đau cái cổ họng. Ông hát xong ông đau cổ đau mắt. Tại vì mắt ông có một mí à. Thật ra là từ lúc con chưa hát con đã
cảm thấy là mình đau con mắt rồi. Con đau trước rồi chú Đại Nghĩa. Ý vị ở trong câu chim ấy. Hả? Ai dịch giùm không? Dịch giùm. Dịch tiếng Việt cái tiếng Việt giùm. Tát và dịch giùm đi mà tát. Dịch tiếng Việt cái tiếng Việt giùm em cũng bó tay. Ý con sao con? Tức là một cái gì nó bay vô trong mắt con hả? Dạ. Ờ để có chú thổi cho, trời hay quá ha. Giống như như là chân chân điểm vô con mắt vậy. Tấm trang điểm, tấm phấn nè. Má con trang điểm hay mấy chú kia trang điểm cho con? Dạ. Chú. Chú nào? Chú nào chỉ tên, như, chỉ mặt đi. Nhưng mà đầu tiên là về sao? Ui đó, sắp lên sân khấu mới tới chú. Tức là chú nào nó dập chú hiểu, này. Em hiểu. Đầu tiên là bà dì đè ra trang điểm trước. Cái xong mà trước khi lên sân khấu, ông chú nào đó biết nó thấy mắt nhỏ quá, đè tô thêm. Bởi vì con bị sơ sơ mờ mũi con cha chay trên mắt trang điểm. Trời ơi. Lấy mũi chay lên mắt cái mặt kia. Sao con cho con nói hơi chú cảm giác con nguyên một ổ bệnh luôn á. Con sao ca sĩ ở dơ vậy sao lấy mũi chay lên mắt? Con đang bị sơ mũi mà. Trời ơi. Nó nghe nè Long, tim của mình nằm đâu? Tim con nằm hai bên tay. À, tim con nằm tới hai bên rồi nha cô. Vậy, hai bên là vậy nãy hát có rung không? Có ra ô rung không mà ôm tim? Dạ không. Có đau tim không? Dạ không. Vậy sao hát ôm tim hoài ạ? Vì lúc mà chảy trong tim mình con phải đưa vô tim. Thấy không? Người ta rất là ý thức và người ta hiểu những cái hành động mà ta diễn trên sân khấu nha, chứ không phải là kiểu như là biểu sao làm vậy đâu, con hiểu hết đó. Phải không? Đã. Chứ dạ. Long ơi, cô Hương hát là chảy trong tim mình là cô Hương để trên đây nè. Tại cái tim của cô Hương nằm đây nè. Phải không? Tim người ta nằm ở ngực chứ đâu có nằm như trắng như con. Trời ơi, cô sai rồi nghe. Sai quá. Mặc dù con mới có 5 tuổi gử thôi. Con có 5 tuổi gử mà con biết là trái tim nằm ở trên ngực chứ mà nằm vậy, trên trán. 5 tuổi gử mà hơn. Sai quá rồi cô Hương sai ơi. Sai quá trời. Tim nằm ở chỗ như thế này. Giờ mình túm lại coi có chọn bé hay không. Đây. Ha. Nó túm lại là con đầy khiếu hài hước, diễn kịch rất là vui. Nhưng mà con hát còn ngọng nghịu lắm, còn nhớ xíu à. Cô Hương ơi, về lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt không phải chỉ là hát. Biết đâu chú Quốc Đại sẽ không để cho con hát mà chú Quốc Đại dựng kịch cho con đóng rồi sao? Nhưng mà tại vì con đi thi hát cho nên cô Hương lo. Lo là biết kìa con làm cái gì. Hiểu không? Con làm lợi mấy bạn hồi nãy không? Hồi nãy 5-6 bạn luôn. Bạn nào cũng 4-6 tuổi, 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi, 7 tuổi như con á. Hiểu không? Thả con vô đó rồi lớp mình bệnh nhiều nữa. Sợ mũi rồi chét lên con mắt. Hiểu không? Đủ thứ bệnh hết trơn vô chổng làm sao lợi người ta. Phải đâu, bị mình mới 5 tuổi rưỡi mới chết nhiều thôi khi chứ. Chú Đại chơi chiêu, chú Đại không dựng cho hát cho diễn hết trơn trọi ra mời một MC, cái cô bé mà là MC đó ra đứng phỏng vấn ông này trả lời không hơi đủ vui rồi. Không cần hát, làm không cần diễn gì hết. Làm một cái talk show trên sân khấu này đủ cười chết rồi. Có nên cười quá không thấy con mắt mình đâu hết á. Giờ còn sao túm lại sao cô Hương? Cô Hương à, chờ con mùa sau đi. Trời ơi. Tự tin quá. Năm sau cô Hương gặp con nha. Năm nay mình còn nhỏ quá. Chú Quốc Đại muốn nhận con vô lớp mình không? Thật sự là chú Quốc Đại mà ngồi đây là bé nào chú Quốc Đại cũng muốn nhận hết á. Bây giờ là lớp là 6 người vậy đó. Sao đâu nhận thì bởi phải lo cho bé. Tại vì bé đưa bé vô á, xong rồi đấu với 6 bạn kia nó làm áp lực. Cứ để ngây thơ như thế. Để mũi chét lên mắt như thế mà vui. Dạ rồi cô Hương chú chọn mình nè. Cô Đăng Trang ơi sao cô? Con mặc đồ rất là đẹp. Con rất là đáng yêu. Đồ đồ nữa hả Trang? Đáng đồ mạnh nhân. Đâu có mà. Đồ này là bao nhiêu công sức của cha mẹ thầy cô này là phải lo tìm cho con chứ đâu có có mướn đâu. Bà ơi mướn mà chia kìa. Nhớ đại khái phải tốn đạp xe đạp đi tới chỗ rồi mướn đồ. Chạy xe hơi rồi túm lại. Dạ không, đi taxi. Bay đặt thêm. Mày đặt trời ơi cứng quá rồi bây giờ sao bây giờ mày đặt thêm chi để nhỏ gì dặn lưng con cô. Cô đang cố gắng làm cho con thêm. Ban giám hiệu ơi bây ai giờ mượn? Mà tự nhiên ban giám hiệu ơi bây giờ cưng quá rồi ban giám hiệu ơi. Cưng quá à. Hả? Anh bây giờ nhảy nhanh à? Nhảy quá. Khoan, cưng quá. Từ từ hết sức bình tĩnh. Rồi như vậy nè. Đồ đẹp, dễ cưng. Gì nữa? Nhưng mà
mới có 5 tủ gử. Cho nên không có biết kiểm soát. Cái lứa tuổi này thì sẽ vào lớp của chú Quốc Đại chứ phải nhiều vào lớp quá, của chú lớp 6 người rồi kìa. Em cho lên 10 luôn đó. Sao con nói gì với cô mấy cô chú đây? Đây đi nè. Con ơi, bây giờ con có cách nào con thuyết phục phụ đi. Cô Đoan Trang chưa đã quyết định mà. Chú cũng lưỡng lự phần ca lắm. Thương quá chú. Tuy nhiên, chú thấy là con đã làm cho cả trường quay hào hứng. Sao chú? Vậy thì chú cho vô đi chú ơi. Dễ thương. Không cho tôi cho à nghe. Quyết định của chú là chú sẽ dành cho con 1 phiếu. Yeah! Là chú Lê chọn con rồi đó. Con cảm ơn chú Lê một cái cho dễ thương coi. Cảm ơn chú Lê. Chú Lê. Quang Lê chứ. À, Quang Lê chứ. Quang Lê chứ. Nhớ tên luôn mới ghê. Tại con nói lộn. Cô Hằng ơi, cô Bình chọn cho con không? Có. Còn cô Đoan Trang. Tự nhiên hồi nãy tôi nói đi xe đạp, ai mượn chặt tôi. Giả bộ tôi nói đi xe đạp thì giả bộ dạ đúng rồi cô. Hoặc là lên bậc là đi xích lô hay gì thôi. Nhưng mà đi theo mẹ bảy tuổi thơ mà có sao nghĩ vậy người ơi, chứ đâu có ai mà đúng rồi ta đi taxi tao nói bây giờ tính lại nè. Bây giờ vô đi người ta cho mượn bộ đồ tao đi hát. Không, nghe nè, tính lại. 7 trật tự. Ok. Long, con muốn vô không? Muốn. Dạ muốn. Thiệt không? Thiệt. Dạ thiệt. Rồi ok, yên lặng trật tự. Khán giả bên phải có muốn Long vô không? Yên, trật tự. Khán giả bên trái có muốn Long vô không? Yên, trật tự. Thôi, ta đã, ta chơi trật tự. Yên lặng. 7, bình tĩnh, trật tự. Ta muốn liền. Quốc Đại, có muốn Long vô không? Quốc Đại, nói sao mà có chuyện trật tự. Quốc Đại, im lặng, trật tự. Ta vô đi con. Như vậy là cô Đoan Trang đồng ý cho con vô rồi. Hoàng Quốc Đại, trật tự. Dạ con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam. Cho ta thêm yêu
Chúc mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với lại cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng. Thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi. Nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt ấy, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng nó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh, đá lòng nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh thấy sao cô Bình Tinh? Đá lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống, nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Không giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Dư Thương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Con chào ban giám khảo, con chào chú MC Đại Nghĩa, con chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh và con xin diễn. Lần con năm xuân chơi đùa chẳng khi ngạo lo, luôn luôn bên tôi ao yên khi tôi buồn. Để chừng lòng tan của niu mang tên Bobby. Yeah yeah. Khi tôi lên năm ngăn ngơ bạn bè quan tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình tôi. Bao nhiêu muôn khát khao trong tim thế nào? Wow. Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt và được sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố. Dễ thương quá. Dạ vâng, con xin cảm ơn ạ. Trời ơi, con tự tin hết sức.
con là thí sinh duy nhất mà dám tràn xuống tới bàn ban giám khảo để mà giao lưu luôn đó. Dạ con cảm ơn chú đại nghĩ. Con có rung không? Dạ không. Lúc mà xuống mấy cô chú con nghĩ gì mà để không rung? À con vui, con tự tin. Con vui, con tự tin. Thành ra con trình diễn rất là dễ thương. Mời các cô chú nhận xét về tiết mục này. Mời cô Đoan Trang. Nhìn bộ đồ của con kìa, con giống như một fashionista nhí. Cảm ơn cô. Rất là đẹp. Gương mặt cũng có duyên nữa. Dạ. Rồi diễn biết giao lưu nữa, biết xuống đây rồi giao lưu với từng giám khảo nó mới ghê chứ. Nhưng mà không có kết nối gì hết. Người ta diễn lại cái bỏ mặt đi. Dạ cảm ơn cô. Quá vô tâm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Giọng con thì mạnh đó, nhưng mà con chưa có biết xử lý cho nên nghe nó hơi vụng. Nhưng cái cô khen con là mấy cái câu đầu không phải dễ đâu nha. Đi vào nhạc mà mình vào một cái là hay dễ giật mình. Con rất điềm tĩnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy cái câu đầu nó có đồng âm liên tục. Nếu như ai mà không đủ bản lĩnh đó, là mấy cái từ đồng âm sẽ chắc chắn có một hai nốt trên phô. Nhưng mà con không có bị trên phô. Cho nên để cô suy nghĩ thêm. Bây giờ cô muốn nghe thêm ý kiến của các cô chú này. 5 tuổi là có thể vào lớp của chú Quốc Đại nè, hoặc là có thể vào lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện luôn. Mời cô Diệp Hương. Con rất là tự tin và bản lĩnh. Mình đã có cái giỏi này rồi thì mình phải có cái tài của mình nữa, cộng vô nữa, ai chịu nổi nha. Nhưng riêng về phần hát của con, hôm nay đối với cô chưa được, cho nên cô hẹn con ở dịp sau. Chú Quang Lê thấy sao? Chú nhìn con giống như bà cụ non vậy đó. Nó còn chơi hai cái đôi bông toàn ten nữa. Đối với số tuổi thì chú sẽ dành cho con một phiếu. Cảm ơn chú Quang Lê. Một dạ, phiếu dành cho con. Phải nói trước là khen con mới có 5 tuổi thôi. Hồi xưa 5 tuổi Thanh Hằng cũng không có làm được cái điều chắc chắn như vậy đâu. Mà bây giờ mấy các em nhỏ bây giờ nó giỏi vô cùng luôn. Mà nếu mà để cho con bước vào nữa thì nó khó là có đi đường dài được hay không. Cho nên cô rất là ngại cái điều đó. Nhưng trước khi cô Thanh Hằng quyết định giọng hát vẫn còn phải suy nghĩ. Nhưng mà những cái yếu tố khác cộng hưởng lại, cô cho rằng nhân tố này xứng đáng được một vé từ cô. Cô Đoan Trang đã dành cho con một vé là 2 rồi. Bây giờ quyền quyết định cuối cùng là thuộc về cô Thanh Hằng đây. Cô đồng ý cho con để bước vào. Chúc mừng con gái. Dạ con cảm ơn cô Thanh Hằng. Con cảm ơn tất cả cô chú. Dạ, và cảm với ơn độ con. Tuổi này thì con sẽ vào lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của chú Quốc Đại. Con xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Văn Minh. Con 10 tuổi và con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây con xin kể một câu chuyện về tuổi ấu thơ của con. Đó là Ngày Gió và Cánh Diều. Tim còn yêu của sâu núi thiên, cho em bông hiền hóa sung muôn phía.
quay cao. Trời ơi, nhìn cái gương mặt thư sinh hiền lành như vậy, ai ngờ đâu lên sân khấu hát sôi động bốc lửa dữ vậy. Ê, hay quá. Cái mặt nó giống mình chú Quang Lê quá. Hả? Mà chú Quang Lê là không có hát vậy được rồi đó. Yeah. Đó mới là cái điều mà chị muốn nói ra đây. Cái mặt của con hiền lành lắm, nhưng mà khi con cất cái giọng ca lên đó, rồi trời ơi, cái giọng nó khàn khàn, nó lạ lạ lắm. Mà cái phong cách của con biểu diễn và cái trang phục của con rất là nghiêm túc sân khấu. Một điều lần nữa con chúc mừng con, cô cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô Thành. Cảm ơn cô. Cô đang ca nhận xét thế nào? Giọng chắc, có cái rè rè của rock ha. Yes. Rồi xong rồi trang phục đầu tư nè, có thần thái biểu diễn tốt nè, nhịp rất là chắc nè. Con sẽ xứng đáng được đi vào vòng kế tiếp. Cảm ơn cô Đăng Trang. Vậy bây giờ các thầy cô giáo cho biết sự bình chọn của mình như thế nào dành cho bé. Đầu tiên là cô Đăng Trang. Cô đồng ý cho con. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng. Cô đồng ý con. Hai sự lựa chọn rồi. Cô Việt Hương. Cô đồng ý. Đồng ý. Ba sự lựa chọn. Cảm ơn các thầy cô giáo đã dành cho bé sự ưu ái này. Và dĩ nhiên con sẽ về lớp của giáo viên chủ nhiệm Chí Thiện. Con chào các cô chú trong ban giám khảo. Con tên là chị Ngọc Minh Anh, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hải Phòng. Sau đây con xin trình bày bài hát Sắc Màu. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu. Màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi. Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Một đường cong cong nối bao đường vòng, hoa người dưng nhớ khuôn mặt bát hình dòng. Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không mơ. Một đêm nhớ nhớ, nhớ xa mình một mình. Một đêm nhớ nhớ xa mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình. Một đêm nhớ 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 xa mình một mình. Một đêm nhớ nhớ xa mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình. Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình với bài hát Sắc Màu. Mời cô Việt Hương.
Bài này là phải du dương đưa người ta vô. Cho nên nếu mà con về chú Chí Thiện, chú sẽ tiết chế cho con được. Tại chú là cái dòng nhạc nhẹ, nhưng mà chọn cái hòa âm này thì rất là nhiều người chọn. Tại nó có cái tiếng trống dồn á, làm cho người ta nghe đã lắm. Mà cột hơi mình tốt, tại sao con không chọn cái hòa âm nó lơi ra, nó đông đưa hơn, để con vào sau đó con lên tông một cái là nó ngon lành. Nhưng nói đầy đủ những cái yếu tố đó, chủ yếu cho chú Chí Thiện là để chú về chú sẽ chỉnh con. Tại con có chất giọng, một phiếu cho con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mời cô Đăng Trang. Cô rất là hiểu cái ý tưởng của con và cái cách con phân tích cái bài hát này, và cô thích cái điều đó. Bài này nó có rất là nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều giống y chang nhau. Ăn thua là ở cái người hát phải có sự xử trí ra làm sao để tạo cái điểm khác biệt của đoạn A qua tới cái đoạn A phẩy. Đoạn đầu con hát rất là mềm, nhưng mà vô cái đoạn sau á, lên cao trào, cái giọng của con đẩy lên để tạo lên cái điểm nhấn. Con lên tông tới 2 lần lận. Cho nên cô thấy nhiêu đó là đã đủ thuyết phục cô rồi. Chúc mừng con một vé. Và một vé nữa từ cô Đăng Trang. Bây giờ chỉ cần một vé đó thôi là mình sẽ được vào lớp của chú Chí Thiện, lớp nhạc nhẹ. Chú Quang Lê nghĩ sao ạ? Con phát âm chuẩn giống như con người Bắc vậy đó. Ta người hơi phòng không ơi. Bây giờ chú có cho con vé đó đưa về với đội Chí Thiện không? Cho rồi, về đi con. Cảm ơn chú Quang Lê. Mời con đến với lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện. Chúc mừng Minh Anh. Hãy cố gắng phát huy khả năng của mình trong những vòng sau Minh Anh nhé. Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi. Con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tiếng ba. Dạ, con hát 2 câu giọng cổ. Trời ơi, thì mặc bộ đồ này hát 2 câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng, tôi xử bà đẹp liền á. Cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái 3 chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn về hàng liền. Giống cô Mỹ Châu á. Cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á. Nghe đã lắm Thím. Được Thím ơi, tôi cho Thím 1 phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có dạ, được 1 phiếu. Dạ con cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi bình tĩnh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt. Đúng không không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác cái cuối thì chắc lại tại con rung cho nên là nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót. Thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì mình tin cũng sẽ cố gắng.
Đó, ừ, okay, nó ở một bên luôn đó chị. Vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy, để thầy có thể huấn luyện con lại, thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ha. Ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà Tân Cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh. Nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Yeah, chúc mừng. Cảm ơn con. Con nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện.